Hạnh phúc đến từ trong tâm. Hello, xin chào mọi người. Mình là Nhi, là người luôn đi tìm kiếm và chia sẻ những giá trị về hạnh phúc thông qua việc thấu hiểu tâm linh và vũ trụ. Thì trong số podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện về một cái người bạn này, mà bạn ấy ước cái điều gì thì điều đấy sẽ trở thành sự thật. Và mình đã hỏi xin những cái bí kíp của bạn ấy để làm thế nào mà chúng ta cũng có thể ước điều gì cũng thành sự thật được như vậy. Bên cạnh cái câu chuyện về cái điều ước của bạn ấy, thì bạn ấy cũng muốn nhắn gửi đến mọi người rằng là mặc dù chúng ta có khả năng để ước điều gì là đạt được điều đó, tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải cẩn thận với những thứ mà chúng ta ước, bởi vì đôi khi thứ mà chúng ta ước có thể dễ dàng quay trở lại và trở thành cơn ác mộng đối với chúng ta. Trước khi bắt đầu số podcast tuần này thì mình muốn nhắn gửi với mọi người rằng là các cái số podcast ấy đã được mọi người hưởng ứng rất là nhiều. Chính vì thế mà mình quyết định là mình sẽ để một cái đường link ở bên dưới để cậu có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình. Nếu cậu muốn cái câu chuyện của mình được chia sẻ đến mọi người qua cái số podcast của mình, thì có thể điền các cái câu chuyện ở phía bên dưới đó, trong cái đường link đó. Và những cái câu chuyện này nó sẽ hoàn toàn là ẩn danh. Cậu có thể chọn một cái tên mà cậu muốn, một cái thông điệp mà cậu muốn nhắn gửi, hoặc là một cái câu chuyện riêng mà cậu muốn chia sẻ. Bất cứ điều gì cậu cũng có thể để ở phía bên dưới nhé. Và khi mà mình xem cái form đấy thì mình sẽ lựa chọn những cái câu chuyện phù hợp nhất để có thể chia sẻ và mang những cái giá trị tốt đẹp đến cho các cái bạn thính giả của chúng ta. Thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ là về bạn Tâm. Bạn Tâm cũng là một khách hàng thân thiết của mình, tức là một người đã đồng hành với mình trong một cái chặng đường rất là dài trong cái quá trình mình xem tarot. Đến nay mình đã xem tarot được 6 năm rồi, thì mình nghĩ là mình đã biết bạn Tâm được khoảng 5 năm. Bạn Tâm có rất là nhiều những cái câu chuyện, rất là nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Chính vì thế mà cứ một năm một đến hai lần thì bạn Tâm sẽ đến gặp mình, cùng nhau trao đổi về những cái câu chuyện và cùng nhau trao đổi về những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thì khi mà bọn mình trao đổi về những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đấy, thì mình cũng có chia sẻ bạn Tâm về những cái kiến thức liên quan đến tâm linh, liên quan đến vũ trụ, liên quan đến luật nhân quả, vân vân. Và bạn Tâm cũng có những cái sự hứng thú nhất định đến những cái lĩnh vực đó, những cái câu chuyện đó. Một ngày nọ, bạn Tâm đến gặp mình và bạn Tâm nói rằng là gần đây bạn Tâm gặp phải những cái vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, và bạn Tâm cảm thấy nó rất là kỳ lạ và bạn ấy muốn có một cái buổi trò chuyện và xem bài nó chuyên sâu hơn. Thì câu chuyện của bạn Tâm là như thế này: bạn Tâm rất là thu hút, bạn Tâm cực kỳ cuốn hút luôn, và bạn Tâm thì có rất nhiều người yêu, thậm chí một lúc bạn ấy có thể yêu rất nhiều người, và bạn ấy vô cùng là thu hút đến mức mà có rất nhiều chàng trai vây xung quanh bạn Tâm. Và bạn Tâm thay người yêu như thay áo vậy, tức là thay người yêu rất là nhanh chóng. Và bạn ấy yêu phải gọi là tất cả các cái người mà các bạn có thể nghĩ rồi: người hơn tuổi này, người bằng tuổi này, người kém tuổi này, người nước ngoài này, người cùng quê, người khác quê, vân vân. Nói chung là bạn Tâm đã có một cái trải nghiệm tình trường rất là dài rồi. Thì khi mà bạn Tâm yêu nhiều như vậy, chắc các cậu sẽ nghĩ rằng là việc yêu nhiều chắc cũng sẽ thú vị cho bạn Tâm đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì lại không. Bạn Tâm lại không cảm thấy việc yêu nhiều lại cảm thấy thú vị. Lý do là bởi vì những cái mối quan hệ đấy nó thường kết thúc rất là nhanh chóng, kiểu chỉ trong khoảng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng là cùng. Và khi mà kết thúc như vậy thì nó lại để lại cho bạn Tâm một cái tổn thương vô cùng là sâu sắc. Và bạn Tâm thì mong muốn là có thể tìm được một cái mối quan hệ nào đó lâu dài và bền vững hơn. Chính vì thế mà bạn ấy muốn mình tìm ra cái lý do tại sao bạn ấy lại như vậy. Thì khi mà mình đã biết bạn Tâm trong một khoảng thời gian dài như thế rồi, thì mình hiểu được rằng là vấn đề của bạn Tâm chắc chắn sẽ không nằm ở thời điểm hiện tại, không nằm ở trong các mối quan hệ đó, và cũng không nằm ở bạn ấy. Tại vì bạn ấy là một người hoàn toàn bình thường, một người thậm chí là rất là dễ thương, rất là dễ mến. Thế là mình mới bắt đầu đào sâu hơn bằng một cái trải bài, và cũng như là mình hướng dẫn bạn ý thực hành thiền định. Thì khi mà bọn mình đi vào một cái trạng thái thiền định sâu và nhìn sâu vào trong tâm trí ấy, thì bạn Tâm mới nhận ra rằng là hồi xưa lúc mà bạn ấy còn bé, lúc mà bạn ấy tầm khoảng 6-7 tuổi gì đó, thì bạn ý có đọc một cái câu chuyện ở trên một cái trang báo, một cái tờ báo dành cho trẻ con ấy. Trong cái câu chuyện đấy thì bạn ấy rất là nhớ là có hình ảnh những cái con bướm nó bay xung quanh một cái bông hoa, và có cái bạn nữ này. Bạn nữ này là cái người mà được rất nhiều người mến mộ, là một bông hoa được nhiều chú bướm vây quanh. Và lúc đấy bạn Tâm đã nghĩ rằng là chà, là một bông hoa được nhiều chú bướm vây quanh thì chắc là sẽ được nhiều người yêu thương lắm nhỉ, ước gì sau này mình cũng được như vậy. Đó, và cái điều ước đó của bạn Tâm đã thành sự thật.
Bạn ấy bây giờ được rất nhiều người vây quanh, giống như một bông hoa được nhiều chú bướm vây quanh vậy. Tuy nhiên ý, thì các cậu cũng biết đấy, là một bông hoa sẽ đứng yên ở một chỗ, các chú bướm chỉ đến lấy mật hoa rồi rời đi. Thế nên là bạn ấy cũng chỉ như vậy, cũng chỉ là một bông hoa đứng ở một chỗ, và những cái người yêu đến yêu thương bạn ấy một thời gian rồi lại rời đi. Và khi mà bạn ấy nhìn ra cái điều ước đó ấy, bạn mới cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì bạn ấy nói với mình rằng là đúng là bạn ấy nhìn lại cuộc sống của bạn ấy thì bạn thấy rằng là tất cả những cái gì mà bạn ấy mong chờ, bạn ấy ước ao đều đã trở thành sự thật. Ngày xưa ấy, khi mà bạn Tâm còn bé thì gia đình bạn ấy không có điều kiện lắm, nên là bạn Tâm có một cái mong muốn là khi mà lớn lên thì bạn ấy sẽ làm một cái công việc gì đấy mà sẽ kiếm được thật là nhiều tiền. Hồi lớp 12 thì bạn ý có ước là bạn ý có thể kiếm ra được 10 triệu một tháng. Và bằng một cách kỳ diệu nào đấy nhá, khi mà bạn đang ôn thi đại học thì bạn ý cũng làm một vài những cái công việc kiểu việc này việc kia. Như là, thực ra mình cũng không biết là như là gì, tại vì bạn Tâm không kể chi tiết. Thế nhưng mà đại khái là đã có một cái tháng bạn ý kiếm được 10 triệu. Tất nhiên trong số 10 triệu đấy thì có khoảng 4-5 triệu đấy là kiểu học bổng ấy, hoặc là được cho ấy. Đấy, nên là nó cũng không hẳn là bạn ý kiếm đi làm, nhưng mà nó cũng là bạn ấy có được cái số tiền đó. Và sau đó bạn Tâm lại nhìn tiếp vào những cái khoảnh khắc khác trong cái cuộc sống của mình. Bạn Tâm bây giờ là một người tương đối là thành công. Cái mức tài chính của bạn ấy đến mình còn phải ngưỡng mộ mọi người ạ. Bạn ấy đã có một cái sự thành công về mặt tài chính rất là lớn, có nhà có xe, nói chung cuộc sống tương đối là ổn định. Và tất cả những gì mà bạn ấy mong ước ấy, từ trước đến nay ấy, đều đã thành sự thật. Đặc biệt là trước đây thì bạn ấy có mong ước là được sống trong một ngôi nhà rộng và có rất nhiều ánh sáng mặt trời. Bây giờ thì bạn đã được sống trong một cái ngôi nhà như vậy. Khi mình đến thăm nhà bạn Tâm thì mình rất là yên tâm và rất là vui vẻ về cái điều đó của bạn ấy. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái điều ước mang tính tích cực thì bạn Tâm bằng cách nào đó cũng có ước những cái điều mang tính hơi tiêu cực một chút. Cậu có biết điều ước được chi phối bởi cái gì không? Thật ra điều ước được chi phối bởi nỗi sợ. Bạn Tâm đã từng sống trong một cái giai đoạn mà bạn ấy có rất nhiều điều mà bạn ấy cảm thấy sợ hãi về cuộc sống này. Những điều đó bao gồm là những nỗi sợ liên quan đến gia đình, những tổn thương liên quan đến các mối quan hệ, những nỗi lo lắng về chính bản thân. Chính vì thế mà bạn Tâm cũng đã có những cái điều ước nó mang hơi hướng hơi ích kỷ, và nó mang hơi hướng dễ khiến cho bạn ấy bị tổn thương. Đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái điều ước của bạn ấy là ước được nhiều người yêu thương vây quanh. Bây giờ ấy, bạn Tâm là một người có một cái cuộc sống đáng ngưỡng mộ, có rất nhiều người bạn. Tuy nhiên bằng một cách nào đó bạn Tâm vẫn cảm thấy rất là cô đơn. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì bạn ấy chỉ ước là bạn ấy có nhiều người bên cạnh thôi, nhưng bạn ấy đâu có ước cho một cái sự kết nối sâu sắc đâu. Thế nên là những cái người xung quanh bạn ấy, mặc dù họ rất tốt, tuy nhiên ấy, thì không có một cái sự kết nối đủ sâu sắc và đủ ổn định để làm cho bạn ấy cảm thấy yên tâm, an toàn và thoải mái. Chính vì thế bạn Tâm đã phải trải qua một cái sự dằn vặt về mặt tâm lý rất là nhiều, và bạn ấy phải mất một khoảng thời gian rất là dài để biết được rằng là bản thân bạn ấy thực sự mong muốn cái điều gì. Thì khi mà bọn mình tìm ra cái điều đó ấy, thì bọn mình bắt đầu lần về quá khứ và tìm xem là bạn Tâm đã ước những cái điều ước gì, và những điều ước đó đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ấy như thế nào. Và bạn Tâm nói với mình rằng là khi nhìn lại những cái điều ước đấy ấy, bạn ấy thấy một cái con người đầy tổn thương, một con người chỉ có mong muốn khát khao được vươn lên thôi, được khác đi, được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Tuy nhiên khi mà bạn Tâm đạt được những cái mong ước đó thì bạn ấy lại không cảm thấy hạnh phúc như bạn ấy nghĩ. Và đó là một điều cực kỳ là tồi tệ đối với bạn Tâm. Chính vì thế mà bạn ấy sống trong một cái trạng thái mà có nhiều những cái điều tiêu cực hơn. Cảm giác như đã đạt được tất cả những thứ mình muốn rồi, nhưng mà nó lại rất trống rỗng, nó không có gì cả. Nó giống như kiểu một mình chống chọi lại với cuộc đời ở một nơi mà không có được một cái sự chia sẻ, thấu hiểu nào cả. Chính vì thế mà bên cạnh việc xem xét lại những điều ước thì chúng mình cũng cân nhắc đến việc liệu thực sự thì bạn Tâm cần ước điều gì, hoặc thực sự bạn ấy đang cần điều gì trong cuộc sống. Thế là mình đã phải dành ra 3 ngày liền chỉ để suy nghĩ về bạn Tâm, nói chuyện với bạn Tâm và sử dụng tất cả phương pháp chữa lành mà mình biết để đào sâu về những cái vấn đề của bạn ấy, rồi để xem là thực sự bạn ấy cần gì. Bọn mình tìm ra rằng là ấy, đối với Tâm, cái điều hạnh phúc nhất của bạn ấy đấy là được gắn kết, được chia sẻ, có các mối quan hệ tốt. Và Tâm cực kỳ khao khát được có các mối quan hệ tốt,
cực kỳ khao khát có những sự kết nối sâu sắc. Chính vì thế chúng mình đã phải chuyển điều ước của tâm từ điều ước là có thật nhiều người vây quanh sang thành điều ước là có được một mối quan hệ thật sâu sắc, thật bền vững, thật yêu thương. Và cái người đối phương đấy họ sẽ luôn luôn trân trọng, luôn luôn cảm thấy may mắn, luôn luôn cảm thấy yêu, chăm sóc tâm thật là nhiều. Và khi mà có cái điều ước đấy rồi ấy, thì tâm đã phải suy nghĩ rất là nhiều và cũng đã phải thực hành chữa lành bản thân nhiều hơn nữa để bạn ấy có thể đạt được cái điều ước đó. Bây giờ thì cuộc sống của tâm đang tương đối là ổn định. Bạn ấy đã học được cách cân bằng giữa những cái tổn thương, giữa những cái mong muốn từ tuổi trẻ của mình với những cái mà thực sự làm bạn ấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Tâm không còn dành quá nhiều thời gian cho công việc nữa. Bạn ấy vẫn là một người làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên bạn ấy biết rằng là bên cạnh việc làm việc chăm chỉ thì mình cũng cần phải tận hưởng cuộc sống để mình không bị gọi là quá sức. Và bạn ấy mặc dù chưa gặp được một người mà yêu thương bạn ấy hết lòng hết sức, tuy nhiên bạn ấy đã nhận ra rằng là cái người đầu tiên phải yêu thương bạn ấy hết lòng hết sức ấy là chính bạn ấy. Và cái điều ước của bạn ấy đã trở thành sự thật, bởi vì bây giờ bạn ấy đã cảm thấy tự hào về bạn ấy hơn, bạn đã có thể yêu thương bạn ấy hơn, bạn đã có thể chăm sóc bạn ấy hơn. Và bạn nhận ra rằng là mối quan hệ quan trọng nhất để yêu thương, để ở bên cạnh, để gắn kết chính là mối quan hệ giữa bạn ấy với chính bạn ấy. Và bạn Tâm thì bạn ấy muốn nhắn gửi với các cậu một cái thông điệp. Đấy là trong cuộc sống của chúng ta ấy, chúng ta sẽ mong muốn rất là nhiều điều. Nhưng mà thực tế là không phải điều gì mà chúng ta mong muốn cũng là điều mà chúng ta thực sự cần. Chính vì thế mà ta cần phải nghiêm túc để suy nghĩ về những cái điều mà chúng ta đã mong muốn. Liệu những điều đó có giúp ích cho mình không? Liệu những điều đó có giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn và tràn đầy hay không? Bạn Tâm đã rất đau đớn khi mà phải trải qua cái giai đoạn mà có cái điều ước mà mình rất thích, nhưng mà cuối cùng nó lại không hữu ích gì cho mình cả. Nhưng mà bây giờ thì khi mà bạn ấy xác định lại được cái điều ước của mình thì bạn ấy đã có một cái sự lựa chọn tốt hơn và bạn ấy đã có một cái cuộc sống nó ổn định hơn. Thì đó là điều đầu tiên mà bạn Tâm muốn nhắn nhủ đến mọi người. Đấy là hãy cẩn thận với những gì mà mình đã ước, phải cẩn thận với những gì mà mình sẽ ước. Bởi vì bạn không biết được rằng là điều ước của bạn sẽ mang đến thứ mà bạn thực sự cần hay mang đến cho bạn một cơn ác mộng tồi tệ nhất đâu. Và bên cạnh cái thông điệp đó thì mình cũng hỏi Tâm rằng là bạn ấy có cái bí kíp gì để khiến tất cả những cái điều ước của bạn ấy dễ trở thành sự thật không? Thì Tâm có chia sẻ với mình một vài những cái bí kíp sau mà mình hy vọng là sẽ giúp ích cho các cậu. Cái bí kíp đầu tiên ý, đấy là thật ra cái bí kíp đầu tiên nó cũng không phải là bí kíp lắm, mà nó là cái thứ mà bọn mình đã làm với nhau. Đấy là hãy nhìn lại tất cả những điều ước mà cậu đã từng ước. Hãy có một cái khoảng thời gian nhìn lại quá khứ này, tuổi thơ này, từ khi mình còn bé đến khi mình trưởng thành, bất cứ cái khoảng thời gian nào, bạn nhớ xem là đã có điều gì mà cậu từng ao ước trước đây, điều gì mà cậu từng ao ước ở thời điểm hiện tại và điều gì mà cậu vẫn đang mong ước nó có thể trở thành sự thật. Khi cậu nhìn lại những cái điều đó ấy, cậu sẽ nhận ra rằng là hóa ra có rất nhiều điều mình mong muốn, mình đã có rất nhiều điều ước và trên thực tế có một vài điều ước của cậu đã thành sự thật rồi. Nếu cậu nhận ra là có điều gì đã thành sự thật thì hãy để lại bình luận xuống bên dưới cho mình nhé. Và có những điều ước nó mang tính chất rất tích cực, tuy nhiên cũng có những điều ước nó mang tính chất có phần khá là tiêu cực. Và những cái điều ước này nó chi phối cuộc sống của mình cực kỳ là nhiều. Chính vì thế mà cái việc mà chúng ta nhìn lại xem là mình đã ước gì, mình đang mong chờ điều gì là một điều vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng ta biết được là nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hiện tại như thế nào đâu, mà nó còn giúp chúng ta biết được rằng là mình đã có những tổn thương gì, những cái điều gì đang thôi thúc mình để mình phải làm những cái thứ như là mình đang làm. Và cái thứ hai mà các bạn ơi, từ đây các bạn sẽ nghe thấy một vài tiếng động lạ do hàng xóm nhà mình đang đập tường. Và họ đập tường suốt mấy ngày nay rồi nên mình đã định là không thu âm ấy, nhưng mà mình không chỉ hoãn được nữa nên cậu sẽ nghe một vài tiếng động lạ đó. Thì tiếp đó nữa ấy, thì để chúng ta có thể đạt được cái điều mà chúng ta mong ước, chúng ta cần phải rõ ràng là chúng ta mong ước điều gì. Hãy hỏi tâm trí của mình, hãy hỏi trái tim của mình xem cái điều mà mình thực sự cần là gì, cái điều mà mình thực sự mong muốn là gì, cái điều mà mình sẽ cảm thấy thật là vui khi mình đạt được nó là gì. Và khi mà mình đặt những cái câu hỏi như vậy ấy, thì hãy cho bản thân mình một cái câu trả lời: tôi đang cần điều này,
điều này là điều gì nhá? Hãy viết nó thật là kỹ càng, thật là rõ ràng, thật là cụ thể cái điều đó ra. Đó là một này. Thứ hai ấy, đấy là cậu có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh khi cậu đạt được điều đó. Ví dụ như trong trường hợp của bạn Tâm thì bạn ấy mong muốn một cái người, một cái mối quan hệ có một cái sự kết nối sâu sắc, đúng không? Thì bạn Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh khi mà bạn ấy gặp được cái người đấy này, hai người ấy làm đám cưới này, sống cùng một ngôi nhà này, có những đứa con này, vân vân. Cậu càng tưởng tượng rõ thì cái khả năng cậu đạt được cái điều đó càng cao. Tại vì cái sự tưởng tượng đấy giúp cậu có động lực, có mục tiêu để cậu phấn đấu, để cậu làm. Và thứ hai ấy, thì theo luật hấp dẫn, chúng ta nghĩ về cái gì đủ nhiều, có một cái hình tượng, có cái mường tượng đủ rõ về cái đấy, thì chúng ta sẽ càng dễ đạt được cái đó trong cuộc sống của chính mình nhá. Tiếp đó nữa ấy, thì một điều thứ ba nữa mà bạn Tâm đã nói với mình là bạn ấy đã rất nỗ lực để làm, đấy là bạn đã rèn luyện cái ý chí của bạn ấy. Bạn ấy rèn luyện ý chí của bạn ấy bằng cách nào? Bạn ấy rèn luyện ý chí của bạn ấy bằng cách rằng là bất cứ khi nào bạn ấy nói bất cứ điều gì, bạn ấy sẽ làm được cái điều đấy. Ví dụ như là bạn Tâm hẹn mình đi ăn kem chẳng hạn, bạn ấy nhất định sẽ đưa mình đi ăn kem. Không phải là bạn ấy hẹn chơi đâu, bạn ấy sẽ nhất định sẽ làm. Nếu như bạn Tâm bảo là bạn ấy sẽ làm cái này vào cái ngày này, thì bạn ấy sẽ làm cái điều đấy vào cái ngày đấy. Nếu như bạn bảo là bạn ấy sẽ đạt được cái vị trí này, thì bạn ấy nhất định sẽ làm mọi cách để đạt được cái vị trí đó. Thì theo như bạn Tâm ấy, đây là một cách để chúng ta rèn luyện tâm trí của mình. Khi mà tâm trí của mình đã quen về cái việc là mình nói ra điều gì mình sẽ làm điều đấy, thì lúc mà mình ước ấy, là mình đang nói đúng không? Mình ước ấy, thì cái điều ước đấy thành sự thật, khả năng nó thành sự thật nó sẽ cao hơn. Tại vì tâm trí của mình đã quen với việc là phải phấn đấu bằng được để đạt được cái thứ mà mình mong ước rồi. Và cái điều này nó không cần phải quá lớn, nó nên bắt đầu từ những thứ rất là nhỏ. Ví dụ như ngay sau khi cậu nghe xong cái podcast này của mình, cậu cảm thấy rằng là cậu muốn được đi ăn kem, thì cậu có thể nói với tâm trí của mình rằng là tôi muốn đi ăn kem. Và cậu đi ăn kem. Đấy nhá, đấy đã là một cái việc, não cậu đã quen việc là à, tôi nói ra thì tôi phải làm này. Hoặc nếu như cậu đang có một cái lời hứa, một cái hẹn với một ai đấy mà cậu chưa làm, thì cậu nên đi làm luôn. Não của cậu sẽ quen đến việc rằng là à, tôi nhất định sẽ làm những điều mà tôi nói. Chính vì thế, khi mà cậu làm được những thứ nhỏ nhỏ nhỏ, thì cậu sẽ làm được những thứ lớn lớn lớn. Và dần dần tất cả những thứ cậu sẽ thành sự thật thôi. Và tất nhiên, bên cạnh những cái điều đó, thì bạn Tâm cũng khuyên rằng là chúng ta nên thực sự nỗ lực hết mình vì những gì mà chúng ta mong muốn. Nếu như cái điều ước đấy thực sự có ý nghĩa với cậu, nó thực sự là những gì mà cậu mong muốn, thì cậu sẽ có thể bỏ ra tất cả mọi công sức, bỏ ra tất cả mọi sự nỗ lực, mọi niềm tin, mọi sự hỗ trợ để cậu đạt được những cái điều đó. Bạn Tâm là một người mà mình rất là ngưỡng mộ, tại vì bạn ấy đã đạt được rất nhiều điều ấy. Kiểu mình rất ít khi gặp được những cái người nào mà khiến mình cảm thấy bất ngờ như vậy. Ở cái tuổi ngang bằng mình, bạn ấy đạt được rất nhiều thứ, bạn ấy rất phát triển. Và hiện tại, trộm vía, bạn ấy đang có một cái cuộc sống tinh thần tương đối là ổn định. Thấy lâu rồi chưa đặt xem tarot nên là mình nghĩ là tương đối là ổn định. Còn không biết là có thật không. Chỉ bằng những cái bí kíp đơn giản, bạn ấy có thể đạt được bất cứ thứ gì mà bạn ấy mong muốn. Và cậu phải ở đấy để chứng kiến cơ. Nó là những cái thứ vô cùng là kỳ diệu ấy. Nó giống như kiểu một cái phép màu ấy. Làm sao mà có thể ước cái gì là đạt được cái đấy luôn như vậy. Và bạn Tâm có nói với mình như thế này này. Thật ra những ước mơ ấy, chúng sinh ra là để làm động lực. Và chúng làm động lực là để chúng ta phấn đấu. Và chúng ta phấn đấu là để đạt được những cái ước mơ đó. Tất cả chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta chỉ là đang nghi ngờ bản thân, hoặc đã quên mất bản thân mình có khả năng mà thôi. Năng lực của con người là vô hạn đó cậu ạ. Chúng ta có rất nhiều khả năng, chúng ta có rất nhiều năng lực, chúng ta chỉ quên mất thôi. Thế nên đây là một cái thời điểm rất thích hợp để cậu có thể nhìn sâu vào bên trong mình, nhìn kỹ xem mình đang có những ước mơ gì, mình đang có những mong muốn gì, liệu chúng có đủ lớn để cậu có thể bắt tay vào làm và đạt được những cái thành tựu thật là tuyệt vời giống như là bạn Tâm không. Thì cái việc đầu tiên mà mình rất mong muốn cậu sẽ làm ngay sau khi mà cậu nghe xong podcast của mình, đấy là để lại một bình luận ở phía bên dưới, nói cho mình biết ước mơ của cậu là gì, một cái điều ước mà cậu khao khát đạt được là gì. Hãy viết nó ngay ở bên dưới này. Hãy để cái điều ước đấy, cái thông điệp đấy ở đây cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Và một ngày nào đó, khi cậu nhận được cái điều đấy, hãy quay trở lại đây và chia sẻ lại câu chuyện làm cách nào cậu đã đạt được điều đó. Và mình tin chắc là tất cả mọi người sẽ rất tự hào, sẽ rất vui mừng vì cậu đã nỗ lực hết sức mà.
Cảm ơn vì đã ở đây ngày hôm nay. Mình hy vọng là câu chuyện của bạn Tâm sẽ giúp ích cho cậu theo một cái cách nào đó. Nếu cậu muốn nghe bất cứ chủ đề nào hoặc là muốn mình chia sẻ về điều gì thì xin hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!